Kinh kính mừng, lời kinh mẹ dạy cầu trong cơn nguy khốn. Mẹ được đầy ơn phúc, thưa anh chị em, mẹ cũng muốn cho con cái mình hạnh phúc. Vì mẹ nào mẹ chẳng thương con. Nên khi con cái lầm đường lạc lối, xa lầy trong tội, mẹ đã mở rộng vòng tay dẫn lối chỉ đường cho con người đạt tới hạnh phúc với lời kinh nhắn nhủ: hãy ăn năn đền tội, hãy năng lần hạt mân côi. Kinh kính mừng. Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Đó là câu đầu tiên trong kinh kính mừng chúng ta vẫn thường xuyên đọc, nhất là trong tháng 10. Nhưng nguồn gốc của lời kinh này ấy, phát xuất từ miệng sứ thần Gabriel khi chào kính Đức Maria lúc truyền tin. Đức Maria là đấng đầy ơn phúc, như lời sứ thần nói. Vì có Thiên Chúa ở cùng, phúc của mẹ thật cao vời khôn sánh. Lời bà Elizabeth xác nhận: em thật có phúc hơn mọi người nữ, vì đấng em kiêu mang thật diễm phúc. Ai có Thiên Chúa ở cùng, người ấy được đầy ơn phúc. Đức Maria là người diễm phúc không chỉ mẹ có Thiên Chúa ở cùng, mà mẹ còn kiêu mang Thiên Chúa ngay trong lòng mình nữa. Thưa anh chị em, những lời của sứ thần Gabriel và của bà Elizabeth trên đây đã được giáo hội dùng để chúc tụng, ngợi khen Đức Maria, mẹ Thiên Chúa và là mẹ chúng ta. Đồng thời, giáo hội thêm vào đó lời cầu khẩn mẹ thương nâng đỡ phù trì. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Phụng vụ mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay dựa trên trang tin mừng Luca chương 1 từ câu 26 đến câu 38 lại dìu chúng ta về với Đức Maria là đấng đầy ơn phúc. Mẹ có phúc trước hết là vì mẹ có Thiên Chúa ở cùng và con lòng mẹ gồm phúc lạ. Thế nên giáo hội không ngớt lặp đi lặp lại danh xưng hạnh phúc này. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, để tôn vinh mẹ Maria. Đức Maria là người hạnh phúc, vì mẹ đã đón nhận hồng phúc, được tuyển chọn để kiêu mang, sinh hạ, nuôi dưỡng và là mẹ đấng cứu thế, là mẹ Thiên Chúa. Nếu yêu và được yêu là những điều hạnh phúc nhất trong đời, thì Đức Maria cũng rất hạnh phúc khi được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn. Và chính mẹ cũng biết dành trọn vẹn tình yêu thương của mình cho Thiên Chúa. Mẹ được đầy ơn phúc, mẹ cũng muốn cho con cái mình hạnh phúc. Vì mẹ nào mẹ chẳng thương con. Nên khi con cái lầm đường lạc lối, xa lầy trong tội, mẹ đã mở rộng vòng tay dẫn lối chỉ đường cho con người đạt tới hạnh phúc với lời nhắn nhủ: hãy ăn năn đền tội, hãy năng lần hạt mân côi. Làm theo lời mẹ dặn, Hội Thánh đã thoát nhiều cơn giông tố, hiểm nguy xác hồn.
phá tan được bao bể rối, mang lại bình an trong tâm hồn. Những ơn phúc bởi đọc kinh kính mừng. Thưa anh chị em, chính mẹ đã dạy chân phước Alano, bất cứ ai trung thành đọc kinh kính mừng và suy ngẫm những mầu nhiệm sẽ được ân thưởng. Mẹ sẽ xin cho họ được tha mọi hình phạt và mọi tội lỗi trong giờ sau hết. Thánh Bernardo nói, kinh kính mừng làm cho quỷ dữ trốn chạy, hỏa ngục run sợ. Còn Thánh Bonaventura thì nói, Mẹ Maria chúc phúc cho những ai đọc kinh kính mừng. Theo Thánh Maria de Montfort, những người rối đạo, những người vô tín ngưỡng, những người kiêu căng, chê ghét hay khinh thị kinh kính mừng là những người có dấu bị trầm luân hoáng hô. Không có gì có hiệu lực được lên nước Thiên Chúa bằng đọc kinh kính mừng. Theo Thánh Alfonso, nhờ kinh mân côi hay là kinh kính mừng mà biết bao tội nhân bỏ đường tội lỗi, bao linh hồn đã tiến cao trên đường chọn lành, biết bao người được ơn chết lành và hưởng phúc thiên đàng. Kinh kính mừng ấy, thưa anh chị em, là kinh chính Đức Trinh Nữ Maria đã khuyến khích đọc khi hiện ra với Thánh Bernadette ở Lộ Đức vào năm 1858, cũng như trong các lần hiện ra với ba em mục đồng Lucia, Francisco và Jacinta, 6 lần từ ngày 13 tháng 5 tới ngày 13 tháng 10 năm 1917. Cả 6 lần ấy, Đức Mẹ đều thúc giục các con hãy tiếp tục đọc kinh kính mừng hàng ngày. Và nhất là các con hãy đọc kinh kính mừng để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Chẳng nói đâu xa, ngay tại La Vang, Đức Mẹ cũng đã hiện ra để dạy các tín hữu đọc kinh kính mừng để cầu nguyện trong cơn nguy khốn bách hại. Lời kinh kính mừng là lời kinh mẹ dạy cầu trong cơn nguy khốn. Chúng ta đang sống trong một tình hình thế giới đầy những căng thẳng càng ngày càng gia tăng, nhất là trong thời đại dịch này. Chẳng những Đức Giáo Hoàng Francisco, vị cha chung của chúng ta, mà còn cả các giám mục, linh mục, tu sĩ, nam nữ, giáo dân khắp đó đây, trên toàn thế giới, đều hưởng ứng và có những sáng kiến chung lời nguyện cầu bằng kinh kính mừng. Với ước nguyện làm như lời Đức Mẹ dạy, để cho thế giới sớm được hòa bình, nhất là đẩy lui dịch bệnh càng sớm càng tốt, bao lâu có thể. Trước tình hình thế giới hiện nay, chỉ biết chạy đến với Thiên Chúa để khẩn xin cho thế giới được hòa bình và đại dịch sớm được đẩy lui. Việc làm trong tháng này, thưa anh chị em, là hãy tích cực và gia tăng đọc kinh kính mừng như giáo hội vẫn thường làm trong các cơn túng cực.
Vì chỉ có lời nguyện mới vượt qua được các biên giới của các quốc gia và các ngăn cách của thù ghét, cũng như không hiểu nhau, mới đem lại bình an cho nhân loại. Chúng ta hướng về mẹ Maria, nữ vương hòa bình. Mẹ chỉ bảo đàng lành, mẹ cứu giúp trong những cơn nguy khốn và khẳng định rằng nơi nào thiếu hòa bình, nơi nào con người tỏ ra bất lực hay bất an hay không muốn dẹp đi mầm mống của thù ghét và chết chóc, thì việc trợ giúp phải đến từ trời cao. Chính Đức Maria, nữ vương hòa bình, đấng đem lại cho chúng ta, đấng đem cho chúng ta trở lại với Chúa Cha. Trước những thế lực mạnh hơn, chúng ta thường cảm thấy bất lực. Bất lực trước cả con vi rút vô hình ấy. Khi nghĩ đến sức mạnh của những thế lực trên trái đất này định đoạt số phận của nhân loại, chúng ta cảm thấy bị giới hạn và bất lực. Chúng ta chỉ biết tin tưởng vào lời cầu nguyện mà thôi. Chúng ta tin cậy vào một sức mạnh lớn hơn là Thiên Chúa. Đức Maria như gương mẫu của sự phó thác hoàn toàn cho Thánh Ý Chúa. Và với tình mẫu tử, mẹ sẽ dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Kitô, theo dõi chúng ta trên đường đến với Chúa Cha, đấng có thể cải hóa và làm cho các tâm hồn con người tùng phục Thánh Ý của Người. Vậy, kinh kính mừng càng có lý do hơn nữa để xúc tiến hòa bình và thoát cơn nguy khốn. Một hòa bình cho tới nay vẫn chưa trở lại. Một cơn đại dịch vẫn chưa dừng bước. Với lời mẹ Maria dạy và kinh nghiệm của các thánh về ơn phúc bởi đọc kinh kính mừng, chúng ta hãy sốt sáng đọc kinh kính mừng để cầu nguyện cho bản thân, cho gia đình, cho giáo hội, cho quê hương và cho toàn thế giới. Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi, cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bình an, cầu cho chúng con. Amen.